Chào, hôm nay đầu năm nhà mình mới mua một cái tủ nhựa. Bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Một cái tủ nhựa, bây giờ nhà mình mua rất là nhiều tủ rồi, vẫn chưa sử dụng, chưa đủ để sử dụng. Bây giờ phải mua thêm. Bây giờ mình sẽ khui ra. Có 4 bánh xe này, 4 bánh xe, một số cái thiết bị ở đây, như một trắng, cái tủ, một tấm này đây luôn, hai cái giống nhau hết rồi, ba cái. Bộ này là 5 tầng. Bộ một cái nó 1 tầng đó. Đúng rồi, cao 1m6. Rồi. Sao thế này thầy con? Cái này là bề ngang là 57. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra nha. Khui một cái này ra, mình cũng chưa có xem hướng dẫn ráp nhưng mà mở ra tự xem thôi. Cái này là nó gấp gọn được, bật lên một phát là nó thẳng ráp vào, bật kéo lên cao luôn. Đây thử một cái trước nha, thấy kia nó sẽ giống nhau đó, ráp vào rồi kéo lên thôi. Đằng kia là mặt đằng đó. Rồi, bắt đầu ráp từng tầng rồi nha. Mình ráp được mấy cái rồi đó. Này kéo lên. Bật lên. Rồi, có cái chốt ở đây, mình cài vào. Rồi, bật trong. Bật trong thì mình cũng kéo nó lên luôn. Ở đây thì có cái tay quai, mình gắn ở bên đầu này. Tay nắm. Đó. Tay chút. Sau này thì mấy cái chốt này được kỹ vào. Bây giờ mình sẽ lắp thử một cái này nha. Đây, nó có mấy cái nắm cửa nè, 4 cái nè. Được một cái cũng đơn giản. Đó. Dễ gắn hơn tủ tabi. Đó. À, nó cái khác cũng như vậy. Và ở đây có thêm cái 500 nha. 500 hít là. 500 để nó hít ra này. Đấy. Rồi. Bây giờ quay thử mình sẽ đặt lên thử nha. À, cái kia là 5 tầng rồi. Ở đây bên hông nó có một cái tay để cài vô này. Đấy, cài vô. Đó, rất chi là khỏe. Đó, này cài vô. Đó, móc cái được rồi. Cần theo nha. Cái này là nó cũng vậy thôi. Rất dễ dàng đúng không? Rồi, bây giờ tạm ngưng đi, mình lắp 2 tầng nữa, mình gắn bánh xe rồi mình sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem. Bây giờ mình sẽ gắn cái bánh xe nè, nó sẽ có hình 4 cái gắn như này. Thì cái góc này thì mình sẽ nhét vào đây. Đúng rồi. Còn ốc nó nằm ở bên này nè. Vậy thì nằm ở đây. Hai cái này là điểm tựa.
mấy nhọn đó. Một cái tương tự bánh xe mình cũng sẽ ở đây nó có một cái lỗ để mình nhét bánh xe vào. Đều như bên kia hơn, tương tự như chỗ đây cái bên này. Cái này gắn vô hơi bị khó lấy ra đó. Chắc lụi luôn. Gắn bánh xe vô là còn như là khó lấy ra. Lấy ra không được thì hơi khó. Ok, còn cái cuối cùng nữa là xong. Đấy, bây giờ mình đã gắn xong, bây giờ mình sẽ dựng lên. Dễ gắn, cứng cáp. Dựng lên. Đó. Hồi nãy trên này là nó có một cái nắp đậy. Mình đậy lên. Cao 1m6 nha. Ngang một ngang là 57 phân. Cửa có 500 hít nên cho nói chung là thấy cứng cáp. Đó. Ok là.